Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiền xin kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Trận đấu hiện nay đã kết thúc, đội Uzbekistan đã ghi bàn vào những giây phút cuối cùng và thắng với tỷ số 2-1. Chúng ta cũng xin chúc mừng đội U23 Việt Nam đã lãnh giải bạc trong giải đấu Á Châu 2018. Chúng ta hy vọng là thế hệ vàng này sẽ lập nhiều thành tích trong tương lai, bởi vì tuổi trung bình của các cầu thủ này chỉ có mới 20. Toàn dân Việt Nam thì đều tiếc nuối ở những giây phút cuối cùng, chúng ta cách một chiến thắng ở một bàn thắng vào những giây phút cuối cùng. Chúng ta cũng biết rằng các em rất nỗ lực trong trận đấu này. Tuy là trận đấu này rất nhiều bất lợi, chẳng hạn như phải thi đấu dưới trời tuyết và các em dường như chưa bao giờ đá banh dưới một cái trời tuyết nặng như vậy, cho nên có thể là có thiếu những cái kinh nghiệm. Được biết thì trong trước cái trận đấu này thì ở Việt Nam cũng có nhiều cái tin tức đưa ra, nhưng mà chúng ta cũng không nên quan tâm nhiều, tin tung ra xấu ra, chẳng hạn như nói là một số cầu thủ Việt Nam mà bị dính doping chẳng hạn như vậy, hay là có một cái anh thầy giáo Tây Ba Lô tên là Daniel Hayer bình luận láo xược về đội tuyển Việt Nam U23, hay là có những cái lời lẽ sắc láo đối với cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thì anh này loạn ngôn và sàm ngôn và ngụy biện, ảnh nói là văn hóa của hai nước Mỹ và Việt Nam khác nhau. Ở xứ Mỹ thì ảnh có thể chỉ trích George Washington hay là Abraham Lincoln, còn ở Việt Nam thì ảnh cho rằng ảnh có thể nói xấu ông Võ Nguyên Giáp cũng được. Nói chung là anh này chả biết gì về luật pháp Việt Nam cả. Cái luật pháp Việt Nam nó khá rõ ràng, nếu mà mạ lị vu khống vu cáo người khác, cái chữ người khác nó rất quan trọng. Đối với luật pháp của Mỹ đó, mình nói xấu cái người đã chết đó, thì mình có thể mình không bị tội, tức là ông George Washington ông đã chết từ lâu, hay là ông Abraham Lincoln đã chết từ lâu thì mình không bị tội. Cũng như Việt Nam mình đi mình nói xấu ông vua Gia Long hay là ông Quang Trung chẳng hạn, vua Quang Trung, hay nói xấu đời nhà Trần chẳng hạn thì không bị truy tố. Nhưng mà luật của Việt Nam dùng cái chữ là người khác, cái đó rất là quan trọng, tức là họ mở rộng, họ không phân biệt là người đã chết hay người sống. Nếu mà mình vu khống vu cáo hay là mình mạ lị cái người đó có thể chết rồi thì vẫn có thể được thưa được. Luật pháp Việt Nam ghi rất rõ, nhưng mà dường như là các luật sư và người dân Việt Nam ít để ý là cái chữ người khác, tức là vu cáo vu khống người khác thì sẽ bị tội. Được biết là anh Mỹ Ba Lô này là một giáo viên dạy anh văn và thường hay chỉ trích các trung tâm khác như trung tâm e-learning. Ảnh cho rằng mình là người tài giỏi rồi đi sửa tiếng Anh của người khác chẳng hạn như vậy, và có nhiều lần thì ảnh có vẻ chê bai người Việt Nam. Tôi có đọc những cái bài trên Facebook của ảnh thì ảnh có vẻ là coi thường Việt Nam. Ảnh cho rằng những cái trò người Việt mà ăn mừng chiến thắng của đội U23 chẳng hạn, như là những cái trò lố không không có gọi là dữ dội như vậy. Ảnh lý luận là ở bên Mỹ có những cái đội banh bầu dục thắng thì người dân cũng chẳng có ăn mừng gì lắm, chỉ có cái thành phố đó thì họ ăn mừng, nhưng mà toàn quốc thì người Mỹ họ không ăn mừng lắm. Thì cái điều đó có thể đúng, nhưng mà anh đó không hiểu cái văn hóa Việt Nam và cũng không hiểu là cái sự khao khát chiến thắng của cái môn bóng đá Việt Nam. Ảnh đi so sánh một cái môn ở bên Hoa Kỳ, đất nước Hoa Kỳ nó cũng phổ biến nổi tiếng, nhưng mà thật ra chẳng ăn nhập gì á.
khi mà mình giống như mình so sánh trái xoài với lại một trái cái táo chẳng hạn như vậy, hai cái trái nó khác nhau, cái văn hóa nó khác. Và anh này cũng sinh sống ở tại Việt Nam cũng 4 5 năm nay và lấy vợ Việt chẳng hạn như vậy, nhưng mà ảnh cứ coi rằng là cái những sự ăn mừng của người Việt giống như là những trò lố lăng, ảnh nhạo báng, ảnh dùng những chữ rất nặng nề. Nhưng mà cái nặng nề đó thì người Việt có thể tha thứ, nhưng mà có những cái nặng nề chẳng hạn, ảnh so sánh với lại những từ ngữ tôi không muốn nhắc tới đây, là nói về ông cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thì tôi thấy trên Facebook dường như là cháu nội của ông Võ Nguyên Giáp cũng có lên tiếng và cho biết rằng là cũng không chấp nhận những cái chuyện như vậy. Và Bộ Thông tin cũng đã mời cái ông thầy giáo Daniel Hayer này lên và hy vọng là sẽ có cái mức án phạt nào đó từ 70 triệu cho đến 100 triệu đồng Việt Nam. Một số tiền cũng khá lớn đó. Ngoài ra đó, nếu mà anh thầy giáo Tây Ba Lô này mà không tuân thủ pháp luật Việt Nam thì cũng có thể bị trục xuất, giống như là ông Phạm Minh Hoàng chẳng hạn như vậy. Ông Phạm Minh Hoàng bị tước quốc tịch và bị trục xuất về Pháp. Thì chúng ta cũng phải hiểu là nhập gia tùy tục, cũng cần phải hiểu rõ văn hóa của mỗi nước nó khác nhau. Chẳng hạn như tôi có từng nói đó, là ở bên Thái Lan nếu mà vu khống vu cáo mạ lị nhà vua hay là hoàng gia đó có thể bị tù tới 70 năm tù đó. Nó rất là nặng, cho nên mình không thể nào so sánh khơi khơi được. Ở bên Mỹ mà mạ lị vu cáo vu khống người khác đó, có thể bị phạt lên tới hàng triệu đô la. Một cái tòa soạn báo ở Cali chụp mũ người này người nọ là Việt Cộng, Việt Giang này nọ đó mà không cần bằng chứng, tòa nó phạt cho 4 triệu rưỡi đô la là phải bị tịch thu cái tòa báo để mà bồi thường cho người khác. Rất là nặng. Cho nên chúng ta thấy đó, những người như những anh thầy giáo Tây Ba Lô đó, cũng phải cẩn thận, tại vì cái nền văn hóa hai bên nó rất là khác biệt. Ở bên Hoa Kỳ này có thể là tự do chỉ trích người này người kia, nhưng mà phải trên bằng chứng, phải có bằng chứng gì đó mình mới nói người ta được. Còn nếu mà mình chỉ trích một cách khơi khơi đó, thì rất là khó. Thì chương trình đến đây tạm chấm dứt, và chúng ta xin chúc mừng đội U23 Việt Nam thành công trong những giải tới.